Kênh điện tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Video lúc này kênh tử Gia Phát xin mời anh chị cùng kênh tử Gia Phát tham khảo thêm cái dòng kênh điện tử chuyên đưa cân mí trái. Và đây là dòng cân Wi-Fi 500kg có bánh xe di chuyển anh chị nha. Cân Wi-Fi là dòng cân kết nối không dây, nghĩa là đầu cân cái phần mà mình đọc số á, với cái bàn cân để mình chất mic lên á, nó không có dính với nhau, nó không có dây với nhau và nó rời nhau để chúng ta ngồi chúng ta đọc số, chúng ta ghi sổ nó thuận lợi hơn. Lúc đó thì cái đầu cân á, nó gần với cái người ghi sổ hơn. Còn cái bàn cân á, thì nó nằm ở đuôi xe tải á, mình xuống mic, cân mic lên là cân mic xuống thuận lợi hơn mà nó đỡ vướng víu, nó an toàn hơn cho người sử dụng nữa. Một câu hỏi đặt ra là mình di chuyển cái cân này có dễ dàng không? Ngay từ đầu chúng ta đã nghe nói là cái cân này nó là cái dòng cân có bánh xe di chuyển, và đặc thù là cái cân này có hai bánh chứ không phải bốn bánh nha, hai bánh chứ không phải bốn bánh. Nghe nó có vẻ là lạ nhưng mà thật sự nó là vậy. Khi mà mình cân á, thì bánh xe nó không có chạm đất, mà khi mà cần di chuyển á, thì mình chỉ cần nghiêng nhẹ như vậy đó là mình đẩy đi nó thoải mái thôi, nó nhẹ nhàng. Tại vì sao là phải như vậy? Là vì khi mà chúng ta chọn phiên bản hai bánh á, thì khi cân á, bánh xe nó không có chạm đất thì cân nó vẫn kiên cố, và lúc đó cái độ chính xác cân nó được tối ưu hơn, tuổi đời của cân nó được lâu dài hơn anh chị ạ. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy cái cân này nó hữu ích, nó đúng với mục đích sử dụng của mình và mình cần mua nó, thì anh chị hãy gọi nhanh đến số hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833. Kênh điện tử Gia Phát sẽ báo giá tốt nhất và giao cân nhanh nhất đến anh chị ạ. Và xem xong video clip này mà anh chị cảm thấy video clip mình nó hữu ích, nó mang đến cho anh chị nhiều thông điệp về dòng kênh điện tử chuyên đến cân mic, thì anh chị đừng quên bấm vào nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video clip này để nhận được nhiều hơn những video clip mới nhất từ kênh Gia Phát về hướng dẫn sử dụng hay về sửa kênh điện tử anh chị nha. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem trọn video clip này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kênh Gia Phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.